Chúa cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thêu. Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Các con nghĩ sao? Nếu ai có 100 con chiên mà lạc mất một con, thì người đó lại không bỏ 99 con trên núi để đi tìm con chiên lạc sao? Nếu người đó tìm được thì quả thật Thầy bảo các con, người đó sẽ vui mừng vì con chiên đó hơn 99 con chiên không thất lạc. Cũng vậy, Cha các con ở trên trời không muốn để một trong những kẻ bé nhỏ này phải hư đi. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa. Kính thưa anh chị em, bài tin mừng chúng ta vừa nghe kể về chuyện mà Chúa Giêsu được cái câu chuyện một người mục tử đi tìm một con chiên lạc, trong khi đó ông có 100 con chiên, ông mất một con. Và khi ông tìm được một con thì anh chị em nghe Chúa Giêsu kết luận này: ông ta sẽ vui mừng vì con chiên đó hơn 99 con chiên khác không thất lạc. 99 con chiên ông ta không vui mừng bằng một con chiên mà ông ta tìm thấy. Ở đây không phải là cái vấn đề đơn vị một hay đơn vị 99. Ông ta thương cái con chiên thất lạc, ông ta tìm về. Tại sao vậy? Các thánh nói thế này: ông ta thương nó bởi vì nó bị thất lạc. Và đứng về cái phương diện nào khi nó thất lạc? Tức là nó yếu và nó trở thành là một con yếu nhất trong đàn. Để hiểu cái điều này thì tôi cũng giải thích cho anh chị em về cái việc chăn chiên ở đất nước Do Thái. Chăn chiên đất nước Do Thái là người ta chăn chiên nó nhấp nhô thế này. Và trên đồi như vậy thì nó có nhiều khe, nó có cái nhiều khe đá. Thì trong cái cách nhìn của người Do Thái, cái ông chủ, ông mà đi chăn chiên á, là ông biết thuộc từng đứa một, thuộc từng đứa một. Đến lúc mà khi ông về ông kiểm điểm đoàn chiên, thì bởi vì ông biết rõ từng con, nên ông thấy cái con chiên mất á, là ông biết rõ cái con này nó như thế nào, nó mất. Thì Chúa Giêsu nói là ông thương nó hơn 99. Bởi vì Chúa Giêsu nhấn mạnh vào cái chỗ này nè, bởi cái con chiên này là cái mục tử nó biết, ông mục tử biết rõ nó yếu, biết đâu đó vì là cái đồi nó nhấp nhô như vậy, nó nhiều khe đá, biết đâu đấy con chiên này nó là con chiên khuyết tật, nó bị kẹt chân nó vào một cái góc nào đó mà nó không thể về được, nó đang be be ở cái chỗ nào đó, nó cần một sự cầu cứu. Và khi ông ta tìm thấy nó, anh chị em để ý một cái chi tiết lạ này: nếu trường hợp ông ta đi tìm vất vả thấy được rồi thì ông lùa nó về, nhưng mà ông ta không lùa, ông ta vác nó trên vai và đưa về đàn. Như vậy thì nó đã đang bị khuyết tật rồi. Như vậy thì Chúa Giêsu hôm nay nhấn mạnh vào, chứ không phải là một hay là 99. Và Chúa kết luận liền: ở trên trời, cha các con trên trời cũng không muốn để cho một trong những trẻ nhỏ, kẻ nhỏ bé mọn này phải hư đi. Tình thương của Thiên Chúa lớn đến độ Chúa Giêsu nói đến Thiên Chúa không có cào bằng. Mỗi một người trong chúng ta đều có một phẩm giá trước tôn nhan Thiên Chúa, và mỗi một người trong chúng ta là những con người yếu đuối hoặc thể lý hoặc tinh thần, mà chúng ta gọi rằng không ai mà không có tội. Tội làm cho chúng ta yếu đuối về mặt luân lý. Chúng ta hôm nay bài tin mừng này nhắc cho chúng ta rằng tất cả chúng ta đều có một phẩm giá riêng biệt trước tôn nhan Thiên Chúa. Chúng ta được Chúa yêu thương dù chúng ta ở trong hoàn cảnh nào và trong cái cách của chúng ta thế nào. Mỗi chúng ta có một giá trị riêng biệt. Chúng ta không bị hòa đồng và trộn lẫn giữa muôn người. Mỗi chúng ta trở thành độc đáo. Và theo kiểu nói của các giáo phụ là mỗi chúng ta là một tác phẩm độc đáo và sẽ không có một cái tác phẩm nào khác chúng ta. Thiên Chúa chỉ dựng nên một mình chúng ta và chỉ riêng chúng ta, không có một người nào giống chúng ta nữa. Vì vậy, hôm nay chúng ta xin Chúa cho chúng ta khám phá ra chúng ta được Thiên Chúa yêu thương dù chúng ta thế nào. Và chúng ta cũng mời gọi được yêu thương tất cả mọi người, dù đôi khi có thể là có những người
xét về mặt yếu đuối, về mặt thể lý, hoặc là về tinh thần, hoặc là cách này cách khác, chúng ta thấy nó khó chịu, chúng ta thấy bực bội. Và anh chị em, sự khác biệt này đôi khi làm cho chúng ta bị đau khổ. Và chính vì thế Chúa mời gọi chúng ta khám phá ra mỗi một chúng ta, để chúng ta trở thành là người được yêu thương, và chúng ta cũng cố gắng yêu thương người khác, đón nhận người khác. Đặc biệt trong thánh lễ hôm nay, tôi được biết là ông Phêrô Tuyến này, là khi ở Việt Nam lúc còn sống đó, cũng gắn bó với giáo xứ lắm. Cứ thỉnh thoảng ông cứ hay mua bánh lễ đem vào trong phòng áo, đưa cho mấy ông trong phòng áo dâng cho Chúa để làm lễ, rồi cũng các hoạt động này hoạt động kia một cách kín đáo với giáo xứ. Ông đi thăm gia đình ở nước ngoài, cụ thể nước Pháp, và ông mất đang khi đi thăm gia đình. Tôi cũng được một người bạn ở tại Paris nhắn về cho biết là đi dự lễ an táng cầu nguyện cho ông tại giáo xứ Paris, nơi mà tôi đã ở suốt 6 năm ở tại Pháp. Hôm nay chúng ta cầu nguyện cho ông. Chúng ta này xin Chúa đoái thương mỗi một người trong chúng ta có một hoàn cảnh khác nhau. Chúng ta không biết giờ chết, chúng ta không biết cách chúng ta chết. Đây là hai cái mấu chốt. Chúng ta sẽ không thể khẳng định được là chúng ta sẽ mất giờ nào một cách tự nhiên, trừ trường hợp là tự tử, tôi nói rồi. Chúng ta cũng không thể biết cách chúng ta sẽ chết như thế nào, ở đâu. Bằng chứng là ông Tuyến đây lại ở Việt Nam, trong khi đi du lịch thì lại mất ở nước ngoài. Nhưng mỗi một người một cảnh như vậy, nằm trong chương trình của Thiên Chúa hết. Vì thế chúng ta phó dâng người anh em chúng ta đây cho tình thương của Chúa. Và chắc chắn mỗi một người trong chúng ta người độc đáo trong thôn Thiên Chúa, và Thiên Chúa yêu thương, Thiên Chúa đón nhận chúng ta. Như thế tình thương của Thiên Chúa nâng đỡ chúng ta trong cuộc đời này, và đó chính là niềm an vui và hy vọng của tất cả chúng ta.